Những ngày cuối tháng 6, phóng viên Dân Việt đã thị sát dọc đường Hồ Chí Minh, bắt đầu từ thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, đến thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh. Dọc tuyến đường này, xe tải cỡ lớn chở đá đầy ắp, có xe đá vun vượt thùng chạy liên tục, theo đoàn với tốc độ cao qua khu dân cư. Các xe chở đá chạy từ hướng Quảng Bình vào Quảng Trị. Qua cái thời gian sống ở đấy thì thấy là tại cái trục đường Hồ Chí Minh này thì phương tiện chở lén cá, cá sòi, đặc biệt ở cái vùng Quảng Bình đi vào là thường xuyên là đi qua cái thị trấn Bến Quan này chạy với cái vận tốc là cũng tương đối cao và chạy là nhiều, nhảy theo hình thức là đoàn. Ông Bùi Quang Cảnh, chú thôn Xuân Hòa, xã Do An, huyện Do Linh cho biết, gia đình sống bên đường Hồ Chí Minh thấy xe chở đá là sợ. Theo ông Cảnh, xe chở đá chạy với tốc độ cao còn vượt ẩu ép nhau. Có nhiều người bị xe chở đá ép phải lao xe máy xuống mương nước bên đường vì sợ bị tông trúng. Xe chở đá thì chạy tốc độ là quá mức độ 80-90 có khi 100 luôn, chạy nhanh lắm. Nhưng mà toàn ép hai xe ép nhau, có khi là dọc đường xe chạy trước chạy sau là ép chắc người dân không biết tránh đâu nữa hết. Đường thì hẹp nè, mà xe chạy tốc độ nhanh nè. Rồi cuộc đề nghị là bên Bộ Giao thông Vận tải cái giao thông như thế nào đấy, chứ còn mà đường này mà tình trạng đấy rồi tai nạn giao thông cũng xảy ra. Cho nên người dân ở đây họ sợ lắm, khu vực Xuân Hòa Do An này là họ sợ lắm. Xe chở đá ở đây thì thường xuyên Quảng Bình rồi vào Đồng Hà là chạy tốc độ quá cao. Xe chở đá này hắn chạy quá nhanh á, chạy rồi mấy gì là ngó sơ luôn á, chạy như ăn cướp luôn đấy, giống như tranh nhau chạy đấy. Ôi mấy bà ngồi đấy nhìn là rùng mình đó, rồi nãy có bảo hiểm lo hay là coi tính mạng người không ra chi. Đề nghị với cơ quan chức năng là coi như có một biện pháp gì đó để giống như là chấn chỉnh họ lại. Trên đường Hồ Chí Minh có một số nơi dân cư sống tập trung đông đúc như đoạn đường qua chợ Hải Thái, ngã tư Cồn Tiên, thôn Xuân Hòa, Ủy ban Nhân dân xã Linh Trường, thị trấn Bến Quan. Tuy nhiên, người dân phản ánh xe chở đá đi qua khu dân cư bóp còi inh ỏi và chạy với tốc độ cao khiến người dân vô cùng lo lắng. Đây là khu vực đông dân cư và tình trạng đến mùa hè nhưng đến mùa học sinh đi lại rất là nhiều, nhưng tình trạng xe này chạy thì không phải mới đây, cũng khá lâu rồi cũng thấy xe chạy tốc độ rất là nhanh, đặc biệt là khi hai xe mà tránh nhau thì bà con đi đường thì rất là khó. Nhiều người dân cũng phản ánh cái này cũng rất là nhiều, thực tế cái này thì các cơ quan chức năng cũng đã biết rồi, thì cái này thấy trong thời gian qua thì thấy rất là nhiều cái xe này chạy trên cái tuyến đường này, đặc biệt là buổi tối thì còn chạy nhanh hơn nữa. Theo người dân, đường Hồ Chí Minh hẹp, xe chở đá rất nặng mà lại chạy nhanh, nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn. Người dân đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm để bảo vệ tính mạng nhân dân.